xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình mừng quá, mình cũng vừa mới nhận được cái thùng hàng của shop Rubik Long Sen của bạn Lục Xuân Hòa nè. Đó, dạo này mình cũng mua hàng của bạn Lục Xuân Hòa nhiều lắm. Mà có điều là tại vì mút ở ngoài Bắc lẫn ngoài Hà Nội á, chuyển như trong Nam á rất là xa, rất là lâu. Gần cả tuần lễ luôn cái thùng hàng này nó mới về được nè. Đó. Thì thôi thì bây giờ mình sẽ khui ra coi là những em nào nha. Đầu tiên, cái này là cái đế điện thoại, đế để coi điện thoại. Cái này là chắc được tặng nè. Trời ơi sao tặng nhiều dữ vậy? Tặng ba cái đế Rubik nè. Tặng cái Rubik chế banh nữa nè. Rubik chế banh này chơi làm sao ta? Mấy cái này là đồ tặng không nha, bạn Lục Xuân Hòa bạn tặng mình nhiều lắm. Đó, tặng mình cái đế nè, rồi tặng mình cái này nè, cái này chơi làm sao vậy ta? Thôi cái này từ từ để nghiên cứu sao đi. Đó, để nó qua quên. Rồi. Đầu tiên là em Dayan. Đây, đó, dạo này mình thích cái hãng Dayan lắm. Này là Dayan Yachi hay là gì đó. Dayan Hanchi. Đúng rồi. Đó. Bỏ qua bên. Cái màu đẹp không? Đó, cái body màu kem nè, màu dạng như màu sữa vậy đó. Trời ơi. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó của Dayan nè, đó. Con này thì không có 500. Con này là con thường thôi. Biết có em không ta? Hình như là có 500, hình như con này có 500, đúng rồi nè, có 500. Con này có 500. Đúng rồi. Có 500 các bạn ơi. Mình mua mình cũng chả nhớ là có hay không nhớ, có nữa mà cứ thấy đẹp là mua rồi. Đúng rồi, con này có 500, đúng rồi, là 500 nè. Đó. Rồi. Xong em Dayan. Bỏ qua. Tiếp theo ten. Đó. Em này cũng là Dayan Hanchi luôn nè, cũng cùng hiệu với con này luôn. Mà con này là body hồng. Đó. Con này là cũng có 500 luôn. Đó, body hồng đẹp không các bạn? Đó. Con này thì đầm hơn, thấy như mình thấy mình xài ngon hơn con kia thì phải. Đó. Cắt góc coi. Đó, cắt góc rất là đã luôn. Để coi ở trong nó là gì. Ôi, cũng là cái ốc thường thôi. Các bạn coi nè, có 500 là viên 500 của nó nè. Các bạn thấy không? Đó, căng nó vô. Dạ, bữa nữa mình sẽ làm cái bộ sưu tập chuyên về Dayan này cho các bạn coi luôn. Để mua thêm con Dayan Megamin nữa giờ mình sẽ làm cho các bạn coi luôn. Rồi, bỏ qua bên. Đó, xếp nó ngay ngắn lại. Đây, tới em này mới là em này mình mới là cái con chính mình khoái này nè. Đó, tên. Đó, các bạn biết em này ở gì? Đó. Ừ.
Em này là bao đẹp luôn, bao phê luôn. Body trắng đó, các bạn thấy không? Hồi trước là mình có một con body đen rồi, mà bây giờ shop á, bạn Lục Xuân Hòa bạn nhắn tin cho mình, bạn nói là về cái con body trắng rồi nè đó, nên mình cũng mua, đặt mình mua luôn đó, đặt cho đủ bộ luôn. Trước có một con body trắng rồi, cái con body đen rồi, giờ quốc thêm con body trắng nữa. Ủa giờ body trắng là à, body trắng là cái mặt nó mặt đen đó, để gắn vô coi nó đẹp không. Body trắng này có bộ đẹp hơn cái body đen á. Đợi gắn vô coi có thiếu cái miếng nào không, để còn máng vốn nữa. Lần 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 này là mình dán đúng hệ màu rồi nha các bạn. Lần trước thì dán gấp quá quên coi hệ màu, gắn vô tùm lum không đúng hệ màu, lần này là chắc chắn đúng rồi, không thể nào sai được. Lên đẹp quá các bạn ơi. Y như là trò chơi xếp nút vậy. Thấy đẹp không? Rồi lên cái body trắng nó đẹp ghê gì đâu luôn. Chơi cũng ngon lắm các bạn. Các bạn thấy không? Cắt góc thì không được rồi, con này vuông sao cắt góc được. Đợt trước mình có con body đen nè, đó giờ là con này là con body trắng nè. Đó, đẹp không các bạn? Trời ơi, còn gì bằng nữa. Rồi đợt này mình mua chỉ có nhiêu đây thôi, mình cũng đang đặt những cái đơn hàng ở những cái shop khác nữa, các bạn dán chờ cùng mình xem coi những cái con nào nữa nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, bye bye, chào tạm biệt.